Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng thi thứ hai. Vòng này có tên gọi là cùng đối đầu. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem coi là đội trưởng của hai đội đã quyết định giải cứu người nào trong căn phòng trống nha. Xin mời. Mời hai em về đội của mình. Bên đây em chiều cao nhất đội. Bây giờ thì mình sẽ bước vào vòng 2 thôi. Vòng này khá căng thẳng à. Mỗi đội sẽ cử một thành viên lên đứng ở vị trí của chiếc két sắt, lắng nghe câu hỏi và nhìn lên trên cái bảng điện tử này. Nó sẽ hiện ra câu trả lời. Chỉ có điều là câu trả lời nó đã bị đảo thứ tự các chữ cái. Trong 15 giây nếu không có đáp án hoặc đáp án sai, chiếc két sắt sẽ rơi xuống. Vòng thi này sẽ dừng lại khi một trong hai đội không còn thành viên nào, và đội chiến thắng sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Bây giờ đội Hai Phượng sẽ chọn ai đầu tiên? Cử người cao nhất đi. Dạ được. Hoàng Trọng bên đây ai? Anh Thắng lên luôn hả? Thắng luôn. Mời anh Thắng vào. Hoàng Trọng. Trọng, em sẽ là trả lời trước nha. Hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành thủ đô Hà Nội. Bắt đầu. Hồ Tây. Chính xác, Hồ Tây. Câu hỏi dành cho anh Thắng. Con đường nằm ở trung tâm cũng là phố đi bộ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu. Nguyễn Huệ. Chính xác. Mỗi lần anh vào thành phố Hồ Chí Minh anh có ra đường Nguyễn Huệ không anh? Đi thường xuyên. Dạ. Bởi vì là cái chỗ đấy bây giờ thành phố đi bộ mà. Dạ. Tiếp theo, Hoàng Trọng. Tiên hắc ám Maleficent trong bộ phim cùng tên đã bị người yêu lừa lấy cấp thứ gì? Bắt đầu. Đôi cánh. Chính xác. Lừa cắt mất đôi cánh của cô ta. Anh Quang Thắng. Đặc sản của đất nước Thái Lan được du khách yêu thích. Bắt đầu. Xôi xoài. Xôi xoài. Xôi nấu nếp rất thơm rất dẻo. Bỏ những miếng xoài chín thiệt ngọt. Thêm miếng nước cốt dừa vô nữa. Anh Thắng đã ăn món này chưa ạ? Tôi được đi Thái Lan cũng nhiều lần rồi. Dạ. Và được mọi người mời ăn cái món này cũng rất dạ. là nhiều. Hoàng Trọng, thời xưa loại nước trái cây nào có thể truyền thay máu trong một số trường hợp khẩn cấp? Bắt đầu. Nước dừa. Chính xác. Em sắp chữ em đoán ra đáp án hay là vì em đã có biết cái thông tin này? Em thấy cái chữ nó cũng giống giống nước dừa. Rồi em cũng nghĩ là chắc nó làm được. Làm được. Bởi vì là mình nghĩ rằng cái nước dừa ấy là một cái loại nước tinh khiết nhất. Nó mọc ở trong quả dừa, nó không có một cái loại vi trùng nào mà vào được trong đấy. Cho nên là có thể truyền được cho thay máu trong một số trường hợp nào đó cần cấp thiết anh ha. Câu hỏi dành cho anh đây. Trong truyện cô bé bán diêm, cô bé mơ thấy gì khi quẹt que diêm đầu tiên? Bắt đầu. Lò sưởi. Chính xác là lò sưởi. Tới cái que diêm cuối cùng thì cô bé quẹt thấy bà ngoại của mình. Rồi cái que diêm ở chính giữa thì mơ thấy như là món ăn, rồi mơ thấy quần áo đẹp vân vân. Hoàng Trọng. Tên của cây cầu quay nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Cầu sông Hàn. Chính xác. Cầu sông Hàn. Giỏi quá. Đây là một câu về miền Tây, không biết anh Thắng trả lời được không? Đặc sản tung lò mò ở An Giang được làm từ nguyên liệu nào? Bắt đầu. Ruột bò. Chính xác. Anh biết món này không anh? Biết, bởi vì cái món này là tôi đã đi làm ẩm thực độc đáo ở trong đó rồi, tôi đã được ăn rồi. Người ta gọi là lòng bò, chứ đây là mình gọi là ruột bò. Bởi vì tôi đánh vần đây là ruột bò. Chính ở trong kia nó gọi là lòng bò. Dạ, giống như là bộ đồ lòng của con bò đó không anh? Đúng rồi. Trọng, câu hỏi dành cho em. Nha Trang, Khánh Hòa có loại muối chấm hấp dẫn nào? Bắt đầu. Muối ớt xanh. Chính xác là muối ớt xanh. Thường là ớt dùng ớt đỏ phải không? Nhưng mà cái món này ớt xanh nó có cái vị và cái mùi của nó rất là độc đáo, rất là hấp dẫn. Anh Quang Thắng. Con đèo nào là ranh giới tự nhiên giữa Hà Tĩnh với Quảng Bình? Bắt đầu. Đèo Ngang. Chính xác là đèo Ngang. Bài thơ qua đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang.
tôi được đi rất là nhiều. Dạ. Đi từ diễn từ phía Bắc vào phía Nam. Và chúng tôi phải đi bằng đường bộ, đi bằng ô tô. Thì qua mỗi một cái đèo chúng tôi đều nhớ. Dạ. Và ví dụ như là đèo Cù Mông, đèo Ngang, hay là ngày trước là có từ Huế vào Đà Nẵng là vất vả nhất là cái đèo đèo mà bây giờ làm hầm chui qua rồi đó. Chui không anh? Đó. Đấy, ngày trước là cái đèo đấy là vất vả nhất. Đèo Hải Vân đúng không anh? Hải Vân đó. Dạ. Đó. Tiếp theo, Trọng. Ngôi chợ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên bán các đặc sản miền Trung. Bắt đầu. Chợ Bà Hoa. Chính xác, chợ Bà Hoa. Em biết ngôi chợ này không? Hay em xếp chữ? Dạ, em sắp chữ lại. Trời ơi, cũng xếp chữ không thôi mà ra đáp án nó hay ghê không? Anh Quang Thắng đây. Ngôi làng nào ở Hà Nội được mệnh danh là Thăng Long Đệ Nhất Kéo? Bắt đầu. Kim Liên. Đó là làng Kim Liên. Anh đến đây chiến thắng. Tôi thì thường xuyên đi qua đây. Nhưng mà tôi đang lúc đầu tôi đang phân vân giữa Sinh Từ và Kim Liên. Bởi vì là Sinh Từ cũng là phố bán dao kéo cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà ở đây không có chữ S nữa trơn trọi. Nhưng mà ở trên này là có đáp án là Kim Liên. Nên là tôi đọc lại là Kim Liên. Nhìn đoán ra chữ luôn. Tiếp theo, Trọng. Món ăn giúp đầu bếp Thành Vương thắng giải đấu ẩm thực tại Pháp năm 2019. Bắt đầu. Phở tôm hùm. Chính xác là phở tôm hùm. Trời ơi, hai người này ngang tài ngang sức nha. Một lớn một bé nhưng mà hay quá. Bây giờ mình qua rất nhiều câu hỏi rồi mà vẫn chưa có ai chịu bỏ cuộc hết. Trở lại bên Thắng đây. Nơi có một số nhà duy nhất tại Hà Nội. Bắt đầu. Phố Hỏa Lò. Chính xác, phố Hỏa Lò. Anh Thắng là rất may mắn. Từ nãy đến giờ vô tình những cái câu hỏi nó cứ toàn rơi về Hà Nội không thôi. Cho nên là đúng tủ của anh Thắng luôn. Tiếp theo, Trọng nè. Sinh vật biển nào là biểu tượng của Viện Hải Dương Học Nha Trang? Bắt đầu. Đến lúc này thì Trọng đã không có đáp án. Bởi vì có lẽ đây cũng là một cái đáp án nó hơi khó so với Trọng. Cái tên này mình cũng ít khi nào mình nghe đến. Đáp án của chúng ta là cá mào tiên. Bây giờ thì hai Phượng, ai sẽ là người thay thế? Vân Anh không? Mời Vân Anh. Để hai đội trưởng đấu với nhau mới vui. Tiếp theo, anh Quang Thắng. Năm 1992, chính phủ Singapore đã ban lệnh cấm ăn thứ gì trên toàn quốc? Bắt đầu. Kẹo cao su. Chính xác. Thắng anh hơn thiệt luôn á. Cái câu này thiệt ra mình không cần mình nhìn cái này, mình nghe gợi ý từ câu hỏi thôi mình cũng đoán ra được đúng không? Vâng anh. Hành tinh nào trong hệ mặt trời quay ngược chiều kim đồng hồ? Bắt đầu. Sao Kim. Chính xác, sao Kim. Ôi, hôm nay hai đội hay quá không biết nữa. Anh Thắng ơi, vẫn là một câu về Hà Nội đây. Địa danh này là một trong năm cửa ô còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa. Bắt đầu. Ô Quan Trưởng. Ô Quan Trưởng. Ủa sao anh vô câu Hà Nội không vậy? Không biết sao kỳ, tự nhiên sao vô nè anh? Chứ đâu có sự sắp xếp gì đây đâu. Tiếp nha Vân Anh. Một món ăn có tên một bộ phận của con vật. Bắt đầu. Bánh sừng trâu. Bánh sừng trâu, đúng luôn. Wow. Cái này có tuổi thơ. Câu 19 rồi đó, bây giờ câu 20. Đây là lần đầu tiên hai đội chơi đi đến tận cùng. Đi đến câu 20 mà hai người vẫn còn đứng sừng sững trên đó. Ở dưới này vẫn còn hai người phòng thủ dưới này. Chưa bao giờ có cái trường hợp này xảy ra nha. Anh Quang Thắng, mời anh. Bộ phim có bối cảnh ở Ấn Độ giành được 4 giải Quả Cầu Vàng, 8 giải Oscar. Bắt đầu. Khu ổ chuột cái gì triệu phú ổ chuột.
Chính xác. Trời ơi, còn có 1-2 giây nữa thôi anh. Triệu Phú ổ chuột. Anh xem bộ phim này chưa anh? Xem rồi. Dạ. Tại em thấy anh ngâm lâu quá, em sợ hồi hộp. À. Thưa quý vị, 20 câu hỏi hết rồi. Ủa? Mặc dù cái bộ đề 20 câu của tôi đã hết, nhưng ngân hàng câu hỏi của tôi dồi dào vô kể, cho nên đã chuẩn bị sẵn thêm bộ đề mới dành cho hai người chơi đây. Tiếp theo sẽ là Vân Anh. Con sông nào bắc cầu non nước nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình? Bắt đầu. Nam Định và Ninh Bình. Sông đáy. Chính xác. Còn đúng 1 giây nha Vân Anh. Ủa vậy hả? Còn đúng 1 giây thôi đó. Trời, lo ghép không nhìn giây luôn. À, anh Quang Thắng. Bộ phim nào của đạo diễn Trần Anh Hùng đã đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên Hoan Phim Venezia? Bắt đầu. Xích Lô. Chính xác, Xích Lô. Vân Anh, ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Bắt đầu. Cái gì vậy? Carlos Semi gì đó. Trời ơi, tên tiếng Anh mà ráp chữ là thua luôn á. Mà cái người đặt chân, thật ra cái tên của nhân vật này không quá xa lạ với chúng ta đâu. Nói rằng các mọi người sẽ biết ngay. Armstrong chính là Armstrong. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Neil Armstrong. Bây giờ còn mình em, mời em thay thế vị trí của đội trưởng vừa rồi. Mời anh Quang Thắng lắng nghe câu hỏi. Nhà hát Opera Sydney, Australia còn được gọi với cái tên gì? Bắt đầu. Nhà hát Con Sò. Chính xác. Linh Linh, tới em. Địa danh Cù Lao Mái Nhà nằm ở tỉnh thành nào? Bắt đầu. Phú Yên. Chính xác, Phú Yên. Anh Quang Thắng, địa danh thác Dải Yếm thuộc địa phận tỉnh nào? Bắt đầu. Sơn La. Chính xác, Sơn La. Linh Linh, thành phố nào được coi là thủ phủ cà phê của Việt Nam? Bắt đầu. Buôn Mê Thuột. Buôn Mê Thuột. Sai. Tiếp đi em. Thật ra bạn ấy nói cũng đúng chứ mà là không. Nhưng mà bởi vì xét trên cái đáp án của chương trình, xét trên cái từ khóa này, những cái chữ cái ở đây thì không phải là cái từ mê, mà là từ ma. Buôn Ma Thuột. Rất là tiếc. Như vậy là ngày hôm nay đã có một cái trận chiến lịch sử diễn ra ở vòng 2 này giữa hai đội Hai Phượng và Mắt Biết. Cuối cùng thì Mắt Biết đã giành chiến thắng. Chúc mừng!